Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt tại S Huỳnh Mạnh Tùng, nằm ở trên tuyến đường Lê Lợi và ở bên cạnh Bưu điện Mỹ Xuyên nè các bạn. Đây chính là tuyến đường Lê Lợi ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt ở đây để mình cập nhật lại giá dòng xe Honda Winner và cập nhật luôn cho các bạn một cái chương trình mà Honda dành tặng cho các fan Honda Winner. Bây giờ mình sẽ báo giá rồi mình cho các bạn luôn cái món quà tặng mà Honda đã gửi đến cho các bạn đây. Xô trước cái ha, cho mà xem nè. Quà tặng hiện giờ thì sẽ có là một cái lo JBL nè, và một cái Samsung Galaxy A13. Cái này mình lên web của Samsung mình coi cái giá nó khoảng chừng là 4,6 triệu đó các bạn. Nhưng mà Honda chỉ ghi ở trong phần quà tặng là hai món quà này, mỗi món chỉ giá tầm 4 triệu thôi. Thực tế này nó hơn 4 triệu đó các bạn. Còn cái lo này mình không biết giá bao nhiêu. Bây giờ mình đến ngay cái giá nè. Cái chương trình này thì Honda sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 cho đến hết 30 tháng 9 2022 đó các bạn. Tức là vỏn vẹn là đến 3 tháng trời. Ok ha. Thì hôm nay là hết, đã có đầy đủ phiên bản màu, từ phiên bản không có ABS nè, những màu sơn như là màu đỏ thường nè, màu trắng nè, và màu đen ở trên này đó các bạn thấy không, trên đó ha. Rồi bản đường đua trên này luôn, và ở dưới này chúng ta sẽ có luôn những cái màu đặc biệt như là màu đỏ mờ nè, màu đen mờ nè đó, còn màu bạc mờ nữa, bạc mờ cũng ở trên đó luôn rồi các bạn, ở trên lầu. Bây giờ mình đến ngay cái giá cho các bạn nè ha. Đầu tiên á, với phiên bản mà tiêu chuẩn sử dụng, tức là nó không có ABS đó các bạn, giá hôm nay mới nhất luôn là 39 triệu ha. Cái mức giá này áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 nha. Khi nào giá có lên xuống gì mình lại tiếp tục cập nhật cho các bạn. 39 triệu là đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm phí biển số ha. Còn với những cái bản mà có ABS, mình ví dụ như cái màu đỏ này, thì sẽ có giá là 42.500.000. Cái giá này là chưa bao gồm quà tặng. Và với bạn nào mà mua trả góp thì so với cái giá mình vừa báo cho các bạn á, các bạn sẽ lần lượt được giảm thêm là 1 triệu đồng so với cái giá xe. Giảm thêm 1 triệu nha. Và khi mua trả góp các bạn vẫn được tặng quà như là mua trả tiền mặt. Ngoài ra với 10.000 chiếc xe Winner đầu tiên đến tay khách hàng, được cửa hàng post lên cho Honda đó các bạn, thì Honda sẽ tặng thêm một cái nón bảo hiểm full face. Cái nón này là chỉ giá khoảng chừng 1 triệu nữa đó các bạn. Cái nón rất là đẹp. Hiện tại thì hiện vật mình chưa thấy ở đây các bạn. Mình chỉ thấy được có cái điện thoại và cái lo thôi. Tính ra là khi mà các bạn trừ những cái phần quà này ra thì Winner bây giờ giá đang quá tốt rồi các bạn. Mình cho các bạn xem cái lo ha. Đây. Đó. Xịn sò nha các bạn. Đó. Nè. Lo này là của cái nhãn hiệu là JBL đó các bạn. JBL đâu rồi? Nó ở trên này. Đây. JBL nè các bạn. Âm thanh nghe rất là chuẩn luôn các bạn, rất là hay luôn ha. Để mình lấy ra cho các bạn xem nha. Màu đỏ, cầm rất là nặng tay các bạn. Rất là nặng luôn. Đó. Kết nối Bluetooth nha. Nè. Ở dưới này, cái phần này là cái nơi để mình để xuống nè, và cũng là cái nơi để mình có thể mở ra để mình tùy chọn. Đâu rồi? Đây. Đây nè. Đó, có cổng USB nè ha, cổng này thì gọi tiếp gì ta, cái ghim vào những cọng dây nó kết nối máy tính đó các bạn, rồi jack 3.5 ha. Rồi chỉ vậy thôi. Đây, như thế này. Xịn sò không? Nghe rất là hay các bạn. Nè, các bạn nhìn cái lo nè. Nè. Ha. Đó, hai bên nè. Nếu các bạn không thích cái lo thì mình đến với cái điện thoại. Cái điện thoại này mình thấy giá ở trên web của Samsung á là nó khoảng 4,6 triệu đó các bạn. Giá mới nhất hôm nay đó tại Thế Giới Di Động luôn. Đây. Cái này là màu xanh, mình thấy còn một lựa chọn màu nữa là màu đen. Không biết là có màu cam cho chúng ta hay không. Điện thoại này mình thấy nó có 3 màu. Bản này là bản 4GB đó các bạn. Cái giá nó khoảng chừng 4,6 triệu. Khoảng đó ha.
Còn đây là cụm ổ khóa của xe. Khi các bạn mua xe thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ sở hữu cụm ổ khóa này cùng với những món quà giá trị này. Một trong hai món quà này nha, không thể nào đòi luôn cả hai nha các bạn. Đây, cụm đồng hồ rất là đẹp. Đó. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng mình liên hệ với cửa hàng qua hai số điện thoại nha, một số di động và một số bàn mình cho lên màn hình luôn để các bạn tiện theo dõi ha. Bây giờ các bạn có muốn đi lên trên xem thêm xe với mình không, ở trên lầu đó các bạn ha, lên lầu ha. Số bàn là ở đây nha các bạn, ở chỗ này. Bây giờ đi lên lầu luôn ha, rồi mình sẽ quay trở xuống sau. Đây ha, mình đi lên trên lầu luôn. Đây là phiên bản màu đỏ đặc biệt. Trời đang chuyển mưa cho nên là ánh sáng nó hơi yếu rồi các bạn. Đó, đẹp không? Nếu mua thì các bạn sẽ lựa chọn cái màu nào? Tại vì hiện giờ là cửa hàng có đầy đủ tất cả các màu luôn. Đây là phiên bản màu đen, phiên bản tiêu chuẩn. Và bên này là phiên bản màu đỏ nè. Rồi phiên bản màu đỏ mờ nè. Bên trong đó là hai chiếc Winner phiên bản thứ hai rồi. Bạn nào có muốn mua xe này thì cứ alo cho cửa hàng nha, mình không báo giá ở trong video này. Đây, kế đến nữa nè. Bên này chúng ta sẽ có hai phiên bản màu đỏ, một phiên bản màu đen. Và đây là phiên bản đường đua. Bản đường đua chúng ta sẽ còn thêm được một xe ở đây nữa các bạn, bên này. Rồi màu đen vàng đồng. Còn cái màu bạc mờ á, thì nó sẽ ở trên bục, được trưng bày chỗ này nè các bạn. Đây ha, một dãy nữa nè. Màu bạc mờ nè. Rồi màu đen mờ. Và ở đây là phía trên, lầu mình nhìn xuống dưới nè. Đó, nhìn xuống showroom rồi các bạn. Mình xin nhắc lần nữa nha, với 10.000 khách hàng đầu tiên mà Honda công nhận là đã sở hữu xe và đã đăng ký thành công á, thì mới được tặng thêm một cái nón bảo hiểm. Còn nếu mà các bạn mua xe mà chưa đăng ký thành công á, tức là cửa hàng chưa có đưa các bạn lên trên web của Honda, Honda chưa nhận được thông tin của các bạn, thì sẽ không được nhận một cái nón đâu. Quà tặng chúng ta sẽ có như vậy tổng cộng là 3 món. Một á, là một cái loa JBL. Hai á, là một cái điện thoại Samsung Galaxy A13 chỉ giá khoảng 4.6 triệu đó các bạn. Và một cái nón full face cho 10.000 khách hàng đầu tiên sở hữu xe và đăng ký thành công. Vấn đề đăng ký này các bạn yên tâm. Đăng ký này sẽ có nhân viên lo rồi ha. Nhiệm vụ các bạn chỉ là đến mua xe thôi. Còn mua trả góp mình xin nhắc lần nữa nha, so với cái giá mình báo á, là sẽ giảm thêm 1 triệu nữa. Cái giá nãy mình báo mình nhắc lại nữa nè, bản tiêu chuẩn là 39 triệu. Bản ABS á, là 42.500.000. Bên ngoài mưa luôn rồi các bạn, bên ngoài mưa luôn rồi nè. Và mua góp giảm thêm 1 triệu so với giá mình báo. Và chương trình này sẽ áp dụng từ 1 tây tháng 7 cho đến hết 30 tháng 9 năm 2022 nha các bạn. Một lần nữa mời các bạn xem lại những món quà tặng ở đây. Rồi mình sẽ kết thúc video. Đó. Xin chào các bạn luôn nha.